có một điểm đặc biệt, đó chính là chiếc xe này là chiếc xe duy nhất phiên bản mới sau Covid-19 mà giá xe không tăng. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của Max Motor. Bình thường mọi người sẽ được xem những video cập nhật giá xe đã qua sử dụng đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm khác đi một xíu, chúng ta sẽ cùng cập nhật giá xe mới chính hãng cùng những ưu đãi hấp dẫn đang được bán tại Kawasaki Max Motor. Đặc biệt nha, có những mẫu xe được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với mẫu xe có dung tích xi lanh thấp nhất, đó chính là VK175SE. Hiện tại thì đang có hai phối màu cho phiên bản 2023, đó chính là màu xanh quân đội với lại màu đen. Màu xanh quân đội hiện tại giá bán của nó đang là 77.300.000, chưa bao gồm trước bạ và phí đăng ký biển số. Còn màu đen là 77.800.000. Động cơ 177cc, 13 mã lực, sử dụng bộ chế hòa khí hay còn gọi là bình xăng con. Cho nên mẫu xe này cực kỳ tiết kiệm và rất phù hợp để các bạn sử dụng để đi hàng ngày. Chiều cao yên thấp, nam nữ đều có thể đi được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe quốc dân hot nhất trong năm 2022, đó chính là Z400. Phù hợp cho cả nam và nữ, trẻ tuổi hay lớn tuổi đều có thể sử dụng vì chiếc xe này cực kỳ tiết kiệm, đi hàng ngày cũng được, đi tour cũng được. Và hiện tại đang được bán với giá ưu đãi là 115 triệu. Đặc biệt chỉ còn duy nhất một màu đỏ thôi, màu xanh và màu xám là hết rồi nha. Đã có Z400 thì không thể nào thiếu Ninja 400 phiên bản 2023 với hai phối màu mới, xám và xanh karate. Màu xám 162 triệu, màu xanh karate 165 triệu. Cả hai mẫu xe đang có chương trình ưu đãi tặng 6 triệu đồng. Chính vì vậy mà mẫu xe này chỉ còn 156 triệu và mẫu xe này chỉ còn 159 triệu. Cùng được ưu đãi 6 triệu như Ninja 400, mẫu xe Calix 230 hiện đang có giá ưu đãi chỉ còn 145 triệu cho cả hai phiên bản, đó chính là Calix 230S và Calix 230 Supermoto. Ngoài ra còn có một phiên bản chuyên nghiệp, đó chính là Calix 230R, hiện có giá ưu đãi chỉ 139 triệu. Tuy nhiên vì là bản chuyên nghiệp cho nên Calix 230R sẽ không có đèn và không có xi nhan. Chính vì vậy các bạn sẽ không đăng ký biển số được cho mẫu xe đó. Lưu ý vấn đề này nhé. Kế đến là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nhất, cũng là mẫu xe khiến người dùng phân vân nhất, đó chính là ZX25R. Hiện tại phiên bản 2022 chỉ có giá bán 168 triệu, riêng phiên bản 2023 thì có giá bán lên tới 197.300.000. Mặc dù đã có ưu đãi 8 triệu nhưng giá sẽ vẫn chênh lệch rất là nhiều so với phiên bản đời cũ. Tuy nhiên ở phiên bản 2023, ZX25R đã được cải tiến rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Xi nhan mới, sử dụng bóng LED cho cả trước và sau, màn hình TFT có thể kết nối điện thoại, đi kèm 4 chế độ chạy, cùng điều khiển mới, phục mới, có thể tinh chỉnh được, phôi chìa khóa mới, sử dụng chung với ZX10R. Điểm cộng lớn nhất của phiên bản 2023 đó chính là phần hệ thống ống xả đã được thay đổi gần như hoàn toàn. Không còn giống phiên bản 2022 là hệ thống ống xả đúc gầm, thì nay phiên bản 2023 đã được đưa ra bên ngoài giống như những người đàn anh ZX6R và ZX10R. Phần màu bô đã được thu gọn, chỉ còn bé như thế này thôi. Bên cạnh đó phần lon bô đã được đưa ra phía ngoài. Âm thanh của chiếc xe này hay hơn phiên bản 2022. Khi lon bô đã được đưa ra ngoài như thế này thì khách hàng có thể dễ dàng thay thế các loại bô khác. Có hai phối màu cho phiên bản 2023, đó chính là xanh karate và xám xanh. Đến với phân khúc lớn hơn, đó là phân khúc 650, chúng ta sẽ có Z650SE. Giá hiện tại đang là 190 triệu, đang có chương trình ưu đãi 12 triệu cho mẫu xe này. Nếu bạn đang tìm một chiếc xe phân khối lớn dưới 200 triệu mà có dung tích xi lanh lớn thì đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Sử dụng chung động cơ với Z650, Z650 RS là một phong cách hoàn toàn khác, cổ điển, lịch lãm, pha lẫn một chút hiện đại. Giá đang bán cho mẫu xe này đó chính là 231 triệu, ưu đãi 13 triệu, giá ưu đãi chỉ còn 218 triệu và số lượng giới hạn chỉ 5 xe thôi nhé. Tiếp theo đến với mẫu xe nồi đồng cố đá nhất của Kawasaki, đó chính là Vulcan S650. Mẫu xe này thì bạn không cần phải quan tâm về chiều cao vì bạn có cao như thế nào vẫn có thể đi được, cực kỳ đơn giản. Giá xe là 251 triệu, hiện đang có trình ưu đãi 5 triệu dành cho mẫu xe này, giá ưu đãi 246 triệu. Tiếp theo là mẫu xe vừa được cho ra mắt của Kawasaki trong tháng 2 2023, đó chính là Versys 650. Đây là phiên bản mới của chiếc Versys 650 từng được cho ra mắt vào năm 2016 của Kawasaki. Có một điểm đặc biệt, đó chính là chiếc xe này là chiếc xe duy nhất phiên bản mới sau Covid-19 mà giá xe không tăng. Ngược lại nó còn giảm từ 249 triệu còn 245 triệu. Tiếp theo là series những chiếc xe có ưu đãi cực kỳ khủng. Đầu tiên đó chính là Z900, mức ưu đãi lên đến 15.900.000 cho cả 3 màu. Màu xanh lá cây 324.900.000 và hai màu còn lại là 320.900.000 là giá bán. Sau khi tính cả ưu đãi, giá chỉ còn 309 triệu và 305 triệu cho cả hai màu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Z1000 thần thánh.
hai phiên bản của năm 2023 đó chính là phiên bản thường và phiên bản R. Z1000R thì sẽ khác với Z1000 thường ở theo dòng Rambo, điểm Rambo, dây dẫn dầu thắng bọc thép và phục Olin đi kèm miếng dán bình xăng. Phiên bản Z1000 thường sẽ có giá là 435.500.000 và Z1000R sẽ là 498.000.000. Hiện tại Z1000 thường đang được ưu đãi lên đến 20.500.000, giá chỉ còn 415.000.000 và Z1000R ưu đãi 12.000.000, giá còn 486.000.000. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với hai chiếc xe đang được ưu đãi nhiều nhất hiện nay, đó chính là Z10R và ZH2, lần lượt là 40.000.000 và 50.000.000. Với giá bán là 729.000.000 sau khi trừ ưu đãi 40.000.000, giá chỉ còn 689.000.000. Còn ZH2 giá 770.000.000 trừ 50.000.000 ưu đãi chỉ còn 720.000.000. Bây giờ không mua thì khi nào mua? Và đó là tất cả những ưu đãi dành cho xe mới của Kawasaki trong tháng 2 năm 2023. Bạn vẫn có thể trả góp những mẫu xe này cũng như là trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng của các ngân hàng. Nếu các bạn có thắc mắc, cần tư vấn, liên hệ hotline bên dưới, các bạn nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.